Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện một đối tượng cố tình nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nhằm trốn cách ly y tế. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2, lực lượng trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra chiếc xe tải do lái xe Trần Thanh Giang, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều khiển, thì phát hiện Vũ Ngọc Yên, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đang trốn trong cabin phía sau ghế lái để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đối tượng này đã được đưa vào cách ly tập trung tại thị xã Kỳ Anh theo quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.